Người lính đặc nhiệm này hái nấm dại trên núi để làm dịu cơn khát, sau đó nói với đồng đội đây là món bít tết thăn cực hiếm. Đồng đội nhìn anh ăn một cụ, cũng lập tức cho nấm vào miệng. Sau khi bổ sung nước, cả hai lập tức lấy lại sức sống. Tuy nhiên, thật bất ngờ, chập tối hôm đó, chỉ huy chuẩn bị cho họ bít tết thật, một bữa thịnh soạn ngoài dự đoán. Nào ngờ khi những người lính chuẩn bị ăn, thì sĩ quan lại ra lệnh cho người cướp lấy thức ăn của họ và đổ hết vào thùng thức ăn thừa. Sau đó, các thùng thức ăn bốc mùi được đặt lên bàn ăn tối, thì ra là chỉ huy thêm ít gia vị vào cho họ ăn. Có vài lính Tây phản đối, chỉ huy bảo họ không ăn thì biến. Mọi người không nói thêm gì nữa, nhưng đúng lúc này, lính đặc nhiệm Trương Khởi đến từ Trung Quốc đột nhiên đứng dậy, dùng tay không lấy thức ăn trong thùng ra, anh vẫn ăn mà mặt không biến sắc. Món bít tết tẩm ướp đặc biệt, những người lính Tây nhìn anh chau mày. Các đồng đội Trung Quốc cũng bảo anh đừng ăn nữa, không khéo sẽ đau bụng ẻ chảy. Nhưng anh nói, cứ tưởng tượng đây là bữa ăn cuối cùng trước khi ra trận, có thể đây là bữa ăn cuối. Nói xong, một người lính Trung Quốc khác cũng đứng lên, cũng lấy thức ăn từ trong xô ra. Thấy thế, các chiến sĩ khác cũng không do dự nữa, vừa kêu lên tiếng nôn ọe, vừa ăn miếng bít tết bốc mùi. Có hôm bữa trưa của họ là món thịt gà còn sống nhăn răng, và đó mới chỉ là ngày đầu tiên huấn luyện trong địa ngục. Không ai biết điều gì sẽ chờ đợi họ phía sau. Đến buổi tối, Trương Khởi bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy, cả người mệt mỏi mềm nhũn. Chỉ là ăn thôi, thậm chí là không có nổi một giấc ngủ ngon. Đêm đó, có người vòi nước đi vào, phun nước ướt nhẹp từng người một, nhưng họ vẫn buộc phải ngủ để có sức cho buổi tập thứ hai. Đêm hôm đó họ bị đánh thức 7 lần liền. Mỗi lần họ đều phải vào giấc tiếp với toàn thân ướt nhẹp, nhưng chỉ huy ác quỷ kia vẫn không hài lòng với kết quả này. Tối ngày hôm sau, ông cho ném trực tiếp lựu đạn choáng, tiếng nổ làm họ đinh tai nhức óc. Họ đột nhiên cảm thấy như thế giới quay cuồng, không thể ngủ lại nữa. Tuy nhiên sáng hôm sau, họ vẫn phải huấn luyện thể lực, bò qua giàn thép gai dưới mưa đạn, bò trong bùn đất nhão nhuẹt. Sau 3 tuần huấn luyện khủng khiếp, tất cả lính đặc nhiệm đã có bài thực chiến đầu tiên. Trong 6 ngày 5 đêm, họ phải đi từ điểm xuất phát đến D7, rồi từ D7 quay trở về điểm xuất PH. Vị trí điểm xuất phát được xác định bởi cuộc đấu. Trung Quốc sẽ đối đầu với Amirico. 4 đấu 4, 3 hiệp thắng 2. Nhưng hiệp đầu tiên, đội Trung Quốc đã thua. Đến hiệp thứ 2, do chơi ăn gian là ném cát vào mắt đối thủ, mới chuyển bại thành thắng. Ở hiệp 3, đội trưởng Trương Khởi ra trận, anh liên tục bị áp đảo, cuối cùng dùng hết sức mới đánh hòa. Đến hiệp thứ 4 quan trọng nhất, không ngờ đội đối thủ lại chơi ác, lợi dụng lưới thép gai đâm vào chân của lính đội Trung Quốc, còn cố ý đá vào vết thương của anh ta. Cuối cùng đội Trung Quốc thua thảm hại. Amirico chiến thắng với tỷ số 2-1, đội Trung Quốc do đó xếp thứ 6. Bị xuất phát sau đến 8 tiếng, Trương Khởi là đội trưởng, cho Tiểu Thiên mang cờ đỏ, chuẩn bị sắp xếp phương án tác chiến. Bất ngờ bị chỉ huy đánh cho không kịp trở tay, họ bị nhốt trong một phòng kín. Sĩ quan cho người ném lựu đạn khói vào trong, Trương Khởi nhanh trí. Anh nói dối rằng có 2 người lính nguy kịch, dụ 2 người vào trong, rồi nhân cơ hội đánh ngất họ. Đó cũng là một bài kiểm tra của chỉ huy. Và bài kiểm tra sau, họ phải đi qua ống chữ U dài 16 mét chứa đầy nước và không có bình dưỡng khí. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài là 38 độ, mà nhiệt độ trong ống là 0 độ. Lính Trung Quốc hít hơi sâu rồi lặn xuống ống. 4 phút sau đó, mọi người đều đã lên bờ, chỉ có Trương Khởi vẫn không thấy đâu. Bọn họ định ở lại đợi, thì chỉ huy cho nổ súng đe dọa. Họ rời đi chưa bao lâu, Trương Khởi cuối cùng cũng trèo lên. Mặt anh trắng bệch như chớt trôi. May là bác sĩ kiểm tra không sao cả. Anh bị bỏ lại một mình trong khu rừng lạ hoắc. Trên đường có một tài xế tốt bụng, không chỉ cho anh ta bánh mì và sữa, và đưa anh đến điểm hẹn với đồng đội một cách an toàn. Cứ tưởng đi đường sẽ thuận lợi, nhưng không lâu sau, một chiến sĩ bị thương ở chân, đột ngột ngất xỉu. Hóa ra trước đó anh ta bị ong vỏ vẽ đốt và bị trúng độc, cần có thuốc chữa trị. Trương Khởi đưa hai người kia đến một trạm tiếp tế gần đó, định trộm một ít đồ dùng. Nào ngờ chỉ huy đã mai phục ở đây từ lâu. Trương Khởi bị bọn họ bắt được, Tiểu Thiên nhân cơ hội lái xe chạy trốn. Trương Khởi và một đồng đội bị bắt làm con tin. Ngoài ta còn có nhiều lính Tây khác. Chỉ huy tra tấn họ bằng tiếng ồn, thậm chí còn tìm thấy nước mắt của vườn địa đàng, thứ cực kỳ độc. Tiêm mỗi người một mũi, chỉ để họ tự nguyện cởi bỏ phù hiệu đội trưởng. Rời khỏi cuộc đua, Trương Khởi không chịu thua. Trung Quốc là nhất. Best. Thức trắng cả đêm, có anh da đen chịu không nổi, tự tay ghim phù hiệu đội trưởng lên tường. Điều đó cũng có nghĩa là anh ấy bị loại khỏi cuộc thi. Trương Khởi không chịu từ bỏ, khi anh bị bắt đã dùng ký hiệu tay với Tiểu Thiên, hẹn họ tối nay đến giải cứu. Đồng thời, Trương Khởi cũng lên kế hoạch tự trốn. Anh cố ý thách thức chỉ huy để được tiêm mũi nước mắt địa đàng thứ hai, sau đó giả vờ dãy đành đạch sắp ngủ, đợi được đưa đến phòng y tế, uy hiếp bác sĩ nhờ anh ta giúp đỡ. Trương Khởi bắt được chỉ huy, bị anh ta đe dọa, chỉ huy bắt buộc phải tuyên bố Trung Quốc đã thắng và thả tất cả các lính đặc nhiệm khác ra. Trương Khởi suôn sẻ đến hội họp cùng nhóm Tiểu Thiên để nhanh chóng đến D7. Họ quyết định đi đến khu rừng nơi họ gặp con ong bắp cày. Trên đường họ gặp các nông dân đang làm việc. Trương Khởi nhận thấy họ có điều lạ, bí mật trốn vào hang để quan sát. Không ngờ thấy những nông dân này bắt giữ các lính đặc nhiệm, vì vậy Trương Khởi và đồng đội đứng chờ bên đường, chờ cho bọn bắt cóc đi ngang qua đây, lấy danh nghĩa mượn xe, dùng súng đe dọa tài xế, sau đó trốn trong đống lá cây trên thùng xe.
khi qua chốt chặn. Trương Khởi trốn trong xe cầm súng đe dọa tài xế, bị anh đe dọa mạng sống. Các chiến sĩ Trung Quốc đã qua chốt chặn, trở thành đội đầu tiên về nhất. Khung cảnh đó được chiếu trực tiếp về Trung Quốc, các quân nhân đều vui mừng cho họ. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc vô địch Silver Wing. Lá cờ Trung Quốc được giương cao trên cột cờ.